Chào tất cả các con đã đến với kênh Học Toàn Tiếng Anh cùng cô Hana. Trong quá trình luyện thi IGCSE Math cho các bạn học sinh thì cô nhận thấy rằng là có những cái lỗi sai phổ biến trong quá trình mà các con luyện đề cũng như khi mà chấm bài cho các bạn ở trong cái kỳ thi này. Vậy thì những cái lỗi sai đó là gì? Thì chúng mình sẽ cùng với nhau nhận diện và rút kinh nghiệm qua chuỗi series những cái lỗi sai phổ biến trong đề IGCSE Math. Ok, thế thì ở cái câu hỏi này thì chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận cái lỗi sai phổ biến common mistake mà các con có thể gặp phải khi mà làm cái câu hỏi liên quan statistics. Ở đây chúng mình có là 200 students also estimate the total area nè 8 meters squared of the windows in the classroom. The table shows the results. Ở đây mình có một cái bảng mà có area and frequencies. Và người ta hỏi con là complete the histogram to show the information in the table. Vậy rõ ràng là để mà lập được cái bảng về histogram thì chúng mình sẽ cần hai cái thông tin. Thứ nhất đó là frequency density. Frequency density, right? Density. Và cái thứ hai là area thì mình có sẵn rồi. Đúng nào? Đó, thế thì cái đầu tiên là frequency density. Thì mình sẽ tính ra. Cái này thì không có thấy là chúng mình đều làm được ổn. Nếu bạn nào mà ghi nhiều kiến thức cơ bản ấy, thì các bạn đều làm được tốt cái phần tính này. Thì frequency density đối với cái đầu tiên thì sẽ là 32 mà con chia cho cái khoảng này sẽ là 40, đúng không? Hiệu giữa 60 và 20 là 40. Vậy 32 mà chia 40 thì con bấm máy tính thì nó sẽ ra được frequency density ở cái đoạn này là 0.8. 0.8. Đúng nào. Rồi, tiếp đến thì sẽ là đây là 1.6. Đấy, con lấy 64 chia cho cái khoảng ở đây là 40. 160 là 40 thì là 1.6. Tiếp đến thì chỗ này ta lại phải chia cho 50. Bởi vì là 150 cách cho 50. Có nghĩa là cái khoảng của chúng ta nó không có đều nhau đâu. Đó, thế là chúng ta bắt buộc phải đổi về tính frequency density. Thì cái này chúng ta tính ra nó sẽ bằng là 1.6. Rồi cái cuối cùng thì chúng ta lấy 24 mà chia cho cái đoạn này là bao nhiêu? Wow, cái này cách nhau hẳn 100 luôn. Thì nó sẽ là 0.24. Nào. Rồi thì bây giờ khi mà con vẽ nó lên thì thực ra là cái quá trình vẽ thì chúng ta vẫn có hai cái, một là horizontal axis và vertical axis thôi. Đó, sau đó con vẽ lên. Tuy nhiên thì có một cái lỗi sai phổ biến common mistake ở đây mà cô muốn lưu ý cho chúng mình là có rất nhiều bạn khi vẽ thì các bạn lại để một cái khoảng trống giữa các cột với nhau. Thì cái điều này là không nên nhá. Đúng không? Thì con nhớ là khi mà con vẽ như thế này thì các cột của chúng ta đây, cái đoạn này là chúng ta không có để khoảng trống nha. Đó. Thì chúng mình lưu ý cho cô là con sẽ vẽ sát vào nhau. Đó. Không tạo khoảng trống. Ví dụ nếu mà bạn lại vẽ một cái như thế này thì không được nhá. Cách một cái khoảng trống rất lớn như này thì không có được. Đó, thì con nhớ là chúng ta sẽ phải vẽ khít vào nhau, phải sát vào nhau. Bởi vì là những cái đoạn này của chúng ta cũng là những cái đoạn liền nhau. 60 này, rồi là đến đây bắt đầu từ 60, bắt đầu kết thúc 100, bắt đầu từ 100. Kết thúc là 150 và bên này cũng bắt đầu từ 150 luôn. Tức là nó liên tiếp nhau nhá. Đấy thì đây là một cái lỗi sai, một cái lỗi sai trong quá trình mà con vẽ hình. Vẽ hình nhá, con vẽ cái histogram thì con lưu ý giúp cô. Bên cạnh việc là mình đo và mình căn chuẩn cái việc là tỷ lệ thì có một cái lưu ý như thế nhá. Cho quá trình mà chúng mình làm. Ok, rồi thế thì cảm ơn các con đã lắng nghe. Thế thì mong rằng là các con có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. Nếu như mà mình hoặc là bạn bè mình có gặp phải cái lỗi như này thì con có thể rút kinh nghiệm cho con và cho các bạn con trong những cái lần mà chúng mình làm bài nhá. Và hẹn gặp lại các con ở phần thảo luận ở một cái lỗi sai khác. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các con. Bye bye các con.